Chào cả nhà, lại là Mưa đây. Nay chúng ta cùng khám phá siêu phẩm quái vật ký sinh trùng Venom nhé. Phim bắt đầu khi con tàu không gian của Mẽo trên đường quay về trái đất bỗng dưng gặp sự cố phát nổ và rơi tự do xuống Malaysia. Điều đặc biệt, trên con tàu đang giam giữ 4 con quái vật không gian. Vụ va chạm đã khiến một con chim cút thành công, 3 con còn lại thì bị vận chuyển quay lại Mẽo. Họ nhanh chóng phát hiện ra một người vẫn còn sống. Trong khi di chuyển tới bệnh viện thì sinh vật ký sinh trùng đột nhiên tấn công nữ cảnh sát, ngay sau đó chiếm lấy quyền điều khiển cô ta. Cô xé toạc chiếc xe như xé bánh xong chui ra. Ngay sau đó cô nhặt lấy một logo công ty nổi tiếng bên Mẽo. Quay về San Francisco, California, anh chàng phóng viên này rất khác với những phóng viên khác. Anh chuyên bóc phốt các hành vi trái phép vi phạm pháp luật, ông Hoàng Chính Nghĩa, vua của công lý, chúa tể sự thật SD. Mục tiêu hôm nay của anh là phỏng vấn Carlton Rick. Ông là giám đốc của tập đoàn Life Foundation. Đáng ngạc nhiên hơn, tòa soạn lại chỉ yêu cầu hỏi sơ sơ về hắn. Điều đi ngược lại với phong cách sống của Eddie, nhưng anh vẫn ô sơ kê không có gì cả. Hiện tại anh đang sống cùng cô người yêu hết nước chấm Emily. Trùng hợp thay, cô lại là luật sư pháp lý của công ty Life Foundation. Một lần nữa anh được yêu cầu chỉ cần phỏng vấn cho có mà thôi. Sau một hồi nói chuyện, hai người phóng mô tô về nhà. Tất nhiên về nhà là phải nấu ngay nồi cháo lưỡi cho nóng. Hai người ăn cháo no nê, Emily ngủ lúc nào không hay. Eddie hơi khát lên dậy mở tủ lạnh lấy nước để uống. Trùng hợp thay anh thấy laptop của người yêu còn mở. Eddie ngứa tay mở máy tính ngồi nghịch thế đếch nào lại thấy tài liệu mật của công ty Life Foundation. Đây là những bằng chứng về những thử nghiệm trái phép cùng với những vụ án kiện tụng gần đây. Sáng hôm sau, Carlton Rick có bài diễn thuyết tuyệt vời trước những đứa trẻ đến tham quan nhà máy. Sau đó, Carlton Rick bắt đầu phỏng vấn cùng với Eddie. Carlton Rick là một người trẻ tuổi có rất nhiều thành tựu và đầy tham vọng. Tập đoàn của anh đang tìm kiếm nghiên cứu các nguồn tài nguyên ngoài vũ trụ. Sau màn chào hỏi dạo đầu, Eddie hỏi sâu về những việc làm phi pháp của Carlton Rick, ví dụ như lấy người nghèo ra làm thử nghiệm gây ra tử vong. Thậm chí anh còn nhắc đến những vụ kiện liên quan. Carlton Rick sợ sự thật bị phanh phui liền cho người can thiệp và đuổi Eddie. Anh còn ham dọa sẽ khiến sự nghiệp của Eddie chấm dứt. Chủ tòa soạn không chấp nhận những lời nói không căn cứ, thế là Eddie bị đuổi việc luôn. Sự ngông cuồng không biết sợ của anh đã kéo theo cô người yêu cũng bị sa thải. Cô tức giận vì anh đã lợi dụng cô, ngay lập tức trả lại anh chiếc nhẫn rồi quay lưng rời đi không hối tiếc. Cùng lúc đó, các sinh vật còn lại đã được chuyển đến phòng nghiên cứu tại Mẽo. Cô cảnh sát bị ký sinh cũng đã tiến vào khu dân cư. Không nói lời nào, cô múc băng luôn cả cá sống. Người chủ can ngăn thì sang thế giới bên kia bán cá luôn. Sau đó, ký sinh trùng chuyển ngay sang một bà lão tiếp tục di chuyển tới Life Foundation. 6 tháng sau, tiến sĩ Dora Scott phát hiện ký sinh cần có vật chủ hô hấp bằng oxy thì nó mới có thể sống được. Ngay lập tức, thí nghiệm trên con thỏ đã thành công. Carlton Rick muốn thử nghiệm lên cơ thể người càng sớm càng tốt. Tiến sĩ từ chối vì sẽ gây tổn hại đạo đức. Carlton Rick còn đạo đức đâu mà sợ tổn hại. Hắn lấy các con cô ra đe dọa nên cô đành phải đồng ý. Vậy là họ bắt đầu cuộc thử nghiệm lên con người. Eddie giờ coi rượu là bạn, nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng thấy kẻ khiến mình thành thân tàn ma dại. Anh rời khỏi quán rượu đi đến siêu thị của bà Trang. Bà quan tâm đến Eddie và nhắc nhở anh tập ngồi thiền để vượt qua căng thẳng. Nhưng anh chỉ trả lời cho qua chuyện. Lúc này một tên cướp đến thu tiền bảo kê, Eddie nấp phía trong nhìn thấy nhưng đành bất lực để hắn rời đi. Eddie bước ra và cả hai nhìn nhau với ánh mắt thương cảm. Về đến nhà, Eddie nhìn những bức thư quá hạn tín dụng, sau đó anh gọi điện thoại tìm việc nhưng đều thất bại. Hầu như mọi người đều từ chối anh khiến anh vô cùng thất vọng chán nản. Eddie mở đĩa tập ngồi thiền. Nhưng chưa đầy 3 phút, anh hàng xóm to con đã mở nhạc ồn ào khiến anh chỉ biết ôm đầu bất lực. Tại phòng thí nghiệm của Life Foundation, Carlton Rick cho thí nghiệm lên con người. Người thử nghiệm tình nguyện lần này là Isaac. Anh ta bước vào phòng kính, tâm trạng hoảng sợ bất an. Carlton Rick nhận thấy liền nói những lời ngon ngọt để trấn an dụ dỗ anh ta. Isaac. Sau đó cho nhân viên thả ký sinh trùng ra,
một sinh vật màu xanh chui ra đầy quái dị, Isaac hoảng sợ kêu cứu nhưng tất cả chỉ đứng nhìn vô cảm. Sinh vật leo lên người anh ta thẩm thấu qua da và chui vào cơ thể vật chủ, số liệu sinh học cho thấy bình thường. Trước khi anh ta co giật và tử vong ngay sau đó. Eddie vẫn đi trên con đường cũ về nhà, anh ghé qua siêu thị quen thuộc mua đồ ăn, ngay lập tức anh nhận ra có người theo dõi mình, người đó chính là tiến sĩ Scott. Cô nói mình đang làm việc cho Life Foundation và cần sự giúp đỡ của anh. Trong phòng thí nghiệm họ bịp cả người nghèo, họ ký những giấy tờ họ không hiểu. Sau đó biến thành những con chuột thí nghiệm, tính mạng của rất nhiều người đang bị đe dọa. Anh ta khuyên cô ấy nên báo cảnh sát, Captain Rick đã hủy hoại sự nghiệp anh ta, mất bạn gái mất mọi thứ. Giờ anh không muốn dính vào chuyện đó nữa. Sau đó anh bảo cô hãy nhờ một kỵ sĩ trắng nào khác giúp đỡ. Eddie đi ngang căn nhà từng cùng Emily sống chung. Lúc này anh vô tình gặp cô và người yêu, cô giới thiệu anh ấy là bác sĩ phẫu thuật. Eddie nói mình nhớ cô nhiều lắm, hai người họ đã định đính hôn không ngờ bây giờ mọi chuyện lại như vậy. Anh mong rằng cả hai có thể quay lại bên nhau, tuy nhiên nàng từ chối vì chính anh đã làm việc đó, tất cả là lỗi tại anh. Eddie đứng trên cầu cùng với chiếc nhẫn đính hôn. Anh nhìn về phía công ty Life Foundation, sau đó anh gọi điện thoại cho tiến sĩ Scott. Anh hiểu rằng vấp ngã ở đâu phải gấp đôi ở đó. Tiến sĩ Scott đã giấu Eddie vào trong xe và đưa anh vào bên trong Life Foundation. Cô nói Captain Rick đã gửi tàu vũ trụ ra không gian để tìm sự sống mới, vô tình gặp một sao chổi trong đó có hàng triệu sinh vật. Ngay lập tức họ đã đem vài mẫu vật trở về trái đất. Chúng được gọi là Symbio. Captain Rick tin rằng có thể hợp nhất con người và Symbio. Bảo vệ tuần tra đang đi đến, cô để Eddie đi vào bên trong phòng thí nghiệm. Scott dặn anh đừng chạm vào thứ gì, về phần cô sẽ đánh lạc hướng của bảo vệ. Bên trong phòng thí nghiệm lạnh đối với trái tim cô đơn, anh lấy điện thoại chụp lại những bằng chứng, có người bị tử vong cũng có người nằm hôn mê. Có người chạy đến anh cầu cứu. Vô tình đó chính là cô bạn vô gia cư Maria. Anh nhập mật khẩu sai đã kích hoạt chuông cảnh báo, anh vội vàng lấy bình chữa cháy phá vỡ cửa kính. Maria vồ lấy mát xa cổ anh. Trong lúc này có quái vật đã xâm nhập vào người Eddie, sau đó Maria cũng về với đất mẹ. Thông báo khẩn cấp vang lên, Eddie nhanh chân chạy ra ngoài, anh bay lên tường hạ được hai bảo vệ. Anh đá bay cánh cửa sắt, sau đó xé hàng rào sắt chạy vào trong rừng. Hàng chục bảo vệ và xe truy đuổi Eddie, anh va phải cây gỗ khiến nó gãy làm đôi luôn. Anh tiếp tục chạy đến khi bảo vệ không còn đuổi theo anh nữa, thì ra anh đã leo lên ngọn cây từ lúc nào không hay. Về đến nhà anh liền gọi cho tiến sĩ Scott xem cô có ổn không. Anh bắt đầu khát nước dữ dội và cực kỳ đói. Eddie lấy hết bánh trong tủ lạnh ra ăn, anh thèm thịt đến nỗi móc thùng rác lấy phần thịt gà thiêu húp luôn. Ăn như anh không làm video mukbang hơi phí, một giây sau anh chạy vào nhà vệ sinh ói sạch mọi thứ. Eddie không biết chuyện gì xảy ra với mình, anh đánh răng làm sạch miệng thì thấy một người lạ mặt trong gương, anh hoảng sợ liền ngất luôn. Captain Rick đến hiện trường vụ đột nhập, hắn nổi điên sa thải người bảo vệ và bắt mọi người tìm Symbio ngay. Trong khi đó, một vật chủ khác đang dần ổn định. Eddie tỉnh lại nhìn căn nhà bừa bộn. Anh lấy điện thoại kiểm tra lại hình ảnh chụp được hôm qua. Bà cụ bị ký sinh ban đầu đã đến được sân bay để sang mẽo, lần này vật chủ ký sinh nhắm đến là một bé gái. Eddie chạy đến tìm Emily. Can you please tell me where she is? Anh cho cô xem mình đã chụp được những tấm ảnh trong Life Foundation. Emily nghĩ anh tẩm đớ, Eddie không kiểm soát được chụp lấy mâm đồ ăn của phục vụ. Vẫn còn đói anh liền nhảy vào các bàn khác, Emily tát anh một cái, nhưng Eddie chẳng quan tâm vẫn tìm kiếm thức ăn, cơ thể anh như rực lửa từ bên trong. Anh cởi áo và leo vào bể nước nuôi tôm hùm, Eddie cảm thấy thoải mái vô cùng, bạn trai Emily nói với quản lý đó là bệnh nhân của mình. Eddie nói với Emily mình có bằng chứng, anh tiện tay chụp lấy một con tôm hùm sống ăn ngon lành, cảm giác ăn sống tại bể thì tươi phải biết. Sau đó bạn trai Emily đưa Eddie đến bệnh viện, trong lúc chụp X-quang máy quét khiến Eddie đau đớn dãy đành đạch. Dan phải tắt hết thiết bị và vào kiểm tra sức khỏe Eddie. Sau đó anh bảo Eddie về nhà nghỉ ngơi, anh sẽ báo lại kết quả cho anh sau. Trên xe buýt trở về nhà trong đầu của Eddie bỗng nhiên phát ra âm thanh. Đói quá anh giật mình bật người đứng dậy.
Hành động của anh làm hành khách vô cùng hoảng sợ. Eddie điện thoại báo cho Emily biết rằng anh đang bị ký sinh và họ không biết anh đã bị nhiễm do đâu. Eddie nói mình nghe những âm thanh kỳ lạ còn có thể leo cây rất nhanh. Tuy nhiên Dan cũng chỉ cho thuốc và nói sẽ chữa trị cho anh. Anh hàng xóm kế bên lại mở nhạc lớn, sóng âm thanh cao làm Eddie bực bội. Anh cảnh cáo khá bảnh hãy tắt nhạc đi, còn hù dọa hắn ta bằng quả mặt của ký sinh khiến hắn sợ hãi đi thay bỉm ngay lập tức. Lúc này ở phòng thí nghiệm Carton, Rick đã biết tiến sĩ Scott phản bội mình. Scott cố gắng giải thích là do cô lo lắng cho việc họ làm. Hắn đồng cảm và thuyết phục cô hãy nói ra cô đã đưa ai đến đây, hắn tỏ vẻ quan tâm đến sự an nguy của người đó. Hứa từ nay sẽ làm khác đi nhưng thực chất là chỉ muốn biết cái tên đó là ai. Scott đã tin lời kẻ sát nhân Carton Rick và nói ra tên của Eddie. Sau đó món quà dành cho cô là làm thức ăn cho quái vật. Lúc này Eddie ở nhà nghe tiếng gõ cửa, anh nghe lời cảnh báo không được mở cửa. Tuy nhiên chàng trai vẫn đi mở cửa, một nhóm người lạ mặt xông vào chĩa súng vào anh. Anh giơ tay đầu hàng nhưng bên trong lại cản anh lại, cho rằng anh đang làm mất mặt cả hai. Bọn chúng hỏi Eddie con ký sinh trùng đâu, sau đó bắt đầu dùng súng điện bắn anh. Đến lúc này con quái vật bên trong bắt đầu tấn công, nó ra tay giúp Eddie xử lý đám người này. Với sức khỏe mạnh linh hoạt quái vật đã xử lý bọn chúng chưa đầy 3 nốt nhạc. Quái vật bên trong bảo anh phải ngoạm đầu bọn chúng sau đó chim cút. Nhưng Eddie còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên còn một tên ngay cửa cũng bị hạ. Anh chạy ra khỏi căn nhà thấy kẻ địch có súng, Eddie nhảy qua cửa sổ. Quái vật bám vào ban công nhảy vào phòng nhà bên dưới. Lúc này anh dần cảm nhận được sức mạnh, bọn chúng xả súng tấn công. Quái vật biến thành tấm khiên đỡ đạn và chạy thoát. Nhóm đánh thuê gửi hình ảnh từ cuộc giao đấu lúc nãy cho Carton Rick. Hắn rất ngạc nhiên vì Eddie đã được cộng sinh. Hắn yêu cầu đám tay sai phải mang Eddie về bằng mọi giá. Eddie nhìn vào gương chiếc xe thấy hình ảnh một con vật ký sinh. Anh cho rằng mình bị ảo giác còn lỡ miệng nói nó chỉ là ký sinh trùng. Quái vật liền nổi giận dán anh lên tường. Anh hoảng sợ và xin lỗi ríu rít. Đột nhiên một máy bay không người lái lao đến phát nổ. Eddie vội lấy xe máy chim cút ngay lập tức, tuy nhiên mọi hành động của Eddie đều bị theo dõi. Lúc này tên chọc ra lệnh đám thủ hạ đi bắt Eddie. Hắn tung ra hàng chục máy bay không người lái đuổi theo. Bây giờ quái vật đã chiếm quyền kiểm soát Eddie và kéo hết ga hết số. Eddie vừa né dưới chân thì trên đầu lại có máy bay. Ngay lập tức máy bay cũng bị hạ, lúc lái xe anh ta còn không quên cảm ơn quái vật đã cứu mình. Chưa bao giờ chàng trai Eddie có những pha lạng lách đánh võng mãn nhãn như vậy. Carton Rick quan sát mọi việc đang xảy ra ngoài kia, hắn yêu cầu phải đưa bằng được sinh vật về. Lúc này gã chọc ra lệnh tất cả truy đuổi chặn Eddie lại. Một chiếc xe chắn ngang ngã tư, tuy nhiên đối với Eddie là chuyện nhỏ. Eddie thực hiện một pha cua điêu luyện, điều này không làm giảm kẻ bám đuổi theo sau anh. Cuộc truy đuổi qua một dốc cao, Eddie và xe bay lên cao cách xa nhau, nhưng tay quái vật vẫn dài hơn khi bám lấy xe tiếp tục lao về phía trước. Cảnh quay rất gây cấn và mãn nhãn. Sau đó anh tiến đến một ngõ cụt, quái vật bám lấy lan can, nâng đỡ xe bay quá dễ dàng. Hai chiếc xe vẫn còn kiên trì bám theo. Đến ngã tư, Eddie bị ép như bánh mì kẹp thịt. Nhanh chóng con ký sinh trùng cho hai cháu về đoàn tụ với tổ tiên. Chưa kịp vui mừng, Eddie bị chiếc xe của gã chọc đâm trực diện, cơ thể anh bị chấn thương nghiêm trọng. Gã chọc xuống xe tưởng chừng đã bắt được Eddie, nhưng đen cho hắn quái vật túm lấy hắn, cơ thể Eddie dần biến hình. Các cơ quan đã bị tổn thương cũng bắt đầu lành lại. Cơ thể quái vật cũng dần hiện lên, quả hàm răng trắng sáng sắc nhọn như hàm cá mập. Quái vật niếm lên mặt gã chọc với vẻ mặt phấn khích. Ngay lập tức một phát súng bắn vào quái vật, nó quay lại nhai đầu luôn người này, sau đó nhảy qua các chiếc xe. Cuối cùng là phóng xuống mặt sông chim cút mất tiêu. Lúc lên bờ, Eddie kiểm tra xem mình còn đủ tứ chi hay không. Anh ngồi nghỉ mệt thì đột nhiên con quái vật bắt đầu chui ra ngoài. Nó tự xưng là Venom và Eddie là của hắn. Cả hai chúng ta là một. Eddie hỏi Venom đã cắn đầu một người. Venom nói ăn cho vui miệng thôi chứ thèm khát gì đâu. Eddie hỏi Venom có định ăn thịt thêm ai nữa không. Ký sinh trùng ngay lập tức bảo hỏi thừa. Venom nói hãy hợp tác thì anh có thể sống sót.
Ở một diễn biến khác, quái vật bên trong bé gái đã đặt chân đến Mỹ. Emily trên đường lái xe về nhà thì Dan gọi điện cho cô, báo kết quả xét nghiệm của Eddie đã có. Anh ta chưa gặp trường hợp này bao giờ và anh muốn cô đưa Eddie đến bệnh viện ngay lập tức. Trở về phòng thí nghiệm, một ký sinh trùng đã hy sinh bên cạnh xác của Scott. Carton Rick chất vấn hai tiến sĩ đã ở đâu khi ký sinh đang xuất. Sau đó hắn yêu cầu gã chọc không được trừ khử Eddie. Cảnh sát phong tỏa xung quanh khu nhà của Eddie. Và họ nói với Emily cẩn thận vì đêm nay đã có nhiều người đã về thế giới bên kia. Eddie đã đến tòa soạn để đưa bằng chứng nhưng đồng nghiệp ngăn anh lại. Venom bảo đầu con vợ này nhìn ngon quá. Eddie ngăn Venom lại vì người bạn làm ba công việc để nuôi gia đình. Anh yêu cầu đồng nghiệp tránh xa mình. Venom hỏi Eddie cần lên trên hả, sao người không nói với ta. Thế là Venom đã giúp Eddie dễ dàng leo lên đỉnh của tòa tháp. Có một chiếc máy bay đi ngang qua, tiếng ồn của nó làm cho Venom mất kiểm soát. Eddie bị trượt chân khỏi tòa tháp. Rất may là Venom đã kịp thời bám vào tường cứu sống cả hai, sau đó giúp anh đột nhập vào phòng của chủ tòa soạn để lại bằng chứng. Venom nói anh nhảy đi nhưng anh ta chọn đi thang máy, con ký sinh xỉ vả anh là đồ hèn. Vừa bước ra khỏi thang máy, cảnh sát đã chia súng vào Eddie. Anh hiện lại hình thù Venom, hai bên đã có cuộc Innova chớp nhoáng. Trong hơi khói mờ ảo, Venom hạng từng người một. Nó còn gom súng của cảnh sát và ném ngược lại. Ở trên cao, một cảnh sát dùng lựu đạn choáng ném thẳng vào người Venom. Nó quay lại nhảy lên và ném anh ta rơi xuống. Venom lao lên giàn sắt trên cao ném khung sắt rơi xuống. Nó nhảy xuống dưới nắm lấy chân của một cảnh sát. Sau đó quay anh ta như quay chiếc nón kỳ diệu trước khi ném anh ta bay xa. Một chân bé đủ dại dột xả súng vào Venom. Venom chuẩn bị húc đầu hắn thì Emily xuất hiện. Eddie ngăn không cho nó ăn thịt cảnh sát. Cô hoảng sợ bỏ chạy, Eddie hiện lại hình người chạy theo nàng. Anh giải thích nó nằm trong cơ thể và anh cần sự giúp đỡ. Emily ngay lập tức đồng ý giúp Eddie. Trên đường đưa anh đến bệnh viện, Emily nói sẽ chụp cộng hưởng từ cho anh. Venom nói không vì nó rất nguy hiểm. Và lửa cũng nguy hiểm. Nàng hỏi Eddie có đau không, Venom đọc trộm suy nghĩ của anh. Nó nhắc anh chưa bao giờ xin lỗi cô trước đây. Và anh sẽ không có cơ hội nào khác để nói nữa đâu. Eddie nhìn người mình từng làm tổn thương thành thật xin lỗi cô. Anh xin lỗi về những việc đã xảy ra và anh rất yêu cô. Eddie cảm thấy thật lạnh lẽo. Anh hỏi Emily mượn chiếc áo để mặc vào. Nhưng không ai biết rằng có một chiếc máy bay đang bám sát họ. Cô bé bị nhiễm ký sinh đã đến Life Foundation. Ở phòng thí nghiệm, cô bé đã gặp Carton Rick. Cô chọn hắn ta là vật chủ tiếp theo. Eddie đã đến bệnh viện của Dan. Dan nói tim của Eddie có vấn đề. Venom trong tâm trí nói là có thể chữa được cho Eddie. Trong lúc tranh cãi, Venom cầm nhẹ cổ của bác sĩ Dan và nhấc anh ta lên. Emily đã nhanh trí bật máy cộng hưởng từ lên để cứu Dan. Venom rất sợ tần số lớn vì không chịu nổi, nó đã thoát ra khỏi cơ thể của anh. Dan nhanh tay chốt cửa lại, Eddie chỉ tay vào con vật nói, mày định cho tao đăng xuất tao á, kết thúc rồi nói xong anh bỏ đi. Where do you think you're going? Anywhere other than... You want to tell me what the hell's going on? I don't know much more than you do, I did, man. But Dan, I promise. Eddie vừa mở cửa thang máy, gã chọc đã bắn thuốc mê vào người anh. Venom bên trong chú chó nhỏ nhìn thấy, sau đó nó gặp phải Emily và chọn nàng làm vật chủ kế tiếp để đi cứu Eddie. Eddie tỉnh lại, anh bị trói trong phòng thí nghiệm. Gã chọc hù dọa anh ta, còn nói sẽ rút lưỡi Eddie. Eddie không ngại cho hắn một thiết đầu công gãy nguyên sống mũi. Carton Rick đến hắn hỏi Venom đâu. Hắn nói con người đang trên bờ vực tuyệt chủng và hắn đang tạo ra thế giới mới. Con người và Symbio sẽ kết hợp lại với nhau. Eddie trả lời hắn là không biết Venom ở đâu. Hắn ta nổi giận và biến thành một con quái vật xấu xí. Xấu hơn cả Venom mà Eddie từng thấy. Hắn hỏi lần cuối Venom đang ở đâu. Nhưng Eddie vẫn trả lời không biết. Thấy không còn giá trị, hắn ta sai gã chọc lôi Eddie đi trừ khử. Con quái vật bên trong Carton Rick nói, ở hành tinh của nó còn có hàng triệu con như vậy. Và cả hai sẽ cùng nhau đưa chúng đến trái đất. Gã chọc cùng đàn em đưa Eddie vào một khu rừng sâu. Hắn chỉ súng về phía Eddie. Venom xuất hiện đớp ngoạm luôn quả đầu béo ngậy không tóc.
sau đó nắm áo Eddie và cháo lưỡi anh luôn. Venom đã trở lại lúc này, Emily tỉnh lại nhớ mình vừa nhai đầu gã kia. Eddie hiểu cảm giác và nói cũng đã từng làm như vậy. Venom nói con ký sinh trong người cartoon Rick là Riot. Nó là con thủ lĩnh và nó có cả kho vũ khí. Venom bảo anh phải ngăn cản hắn lại. Emily cũng muốn giúp đỡ nhưng Venom trả lời không phải hôm nay. Captain Rick ra lệnh cho các nhà khoa học khởi động con tàu vũ trụ. Chính hắn ta sẽ lấy con tàu đi vào không gian. Venom nói nếu không ngăn chặn Riot, hắn sẽ đem sinh vật đến xâm chiếm trái đất. Ban đầu Venom cũng giống như các sinh vật khác. Nhưng giờ anh đã quyết định ở lại trái đất. Ở tại hành tinh của mình, Venom cũng là kẻ thất bại như Eddie vậy. Nhưng ở đây cả hai có thể trở lên vĩ đại và điều làm cho Venom thay đổi chính là Eddie. Captain Rick bắt đầu kế hoạch phóng tên lửa. Một nhân viên phía sau muốn hủy chương trình, nhưng Riot đã phát hiện và đầu thai cho hắn luôn. Hắn dùng hai tay hai dao tiễn các nhà khoa học về với đất mẹ. Venom cuối cùng cũng đến nơi. Venom nói tên này có những món đồ mà Eddie chưa từng thấy bao giờ và cơ hội chiến thắng gần như bằng không. Nhưng cả hai sẽ chiến đấu hết mình để cứu lấy trái đất. Venom lao nhanh về phía Riot, chặn đầu hắn và nói sẽ không thể để nó phá hủy thế giới. Riot tức giận một tay biến thành cái chùy gai lao tới tấn công Venom, tay còn lại biến thành lưỡi dao ngọt xớt. Venom biến ra một tấm khiên đỡ đòn, rồi dùng tay nắm đầu Riot đập hắn xuống đất. Sau đó đá bay hắn. Riot cảm thấy vật chủ của Venom khá mạnh. Tuy nhiên hắn dùng tay đập xuống dưới chân, vô số gai nhọn đâm về phía Venom. Venom tránh né nhảy đến xích của Riot, nhưng bị gai nhọn trên người hắn đâm văng xa. Tiếp theo là những đòn chí mạng tới tấp đến từ Riot, hắn bóc Venom khỏi cơ thể của Eddie. Trong lúc hắn định nuốt chừng Venom, Eddie kịp nhập thể cùng Venom, cả hai lao vào tiếp tục Innova. Nhưng trước sức mạnh vô đối của Riot, hắn hút Venom vào trong cơ thể. Ở phòng điều khiển, Emily đã quan sát tất cả. Ngay lúc Riot đang tẩu thoát thì cô bật sóng âm, khiến Venom tách ra khỏi Riot và cả bốn đã tách rời nhau. Lúc này không còn ký sinh, Captain Rick lao vào đánh Eddie. Eddie cũng tặng cho hắn một đấm ngay mặt. Anh đá hắn khỏi con tàu, nhưng vừa quay lưng anh đã ăn nguyên kiếm nút cán qua người. Vậy là Riot đã trở lại, hắn chạy về phía con tàu sau đó chui vào bên trong. Venom xuất hiện bám lên Eddie hồi sinh anh. Venom rút thanh gươm trong người Eddie ra sau đó nhảy lên con tàu vũ trụ. Riot nhìn Venom nói nó là kẻ phản bội. Venom nói lời tạm biệt và không quên chúc hắn ta sống tốt, sau đó dùng chính thanh gươm của Riot chẻ đôi con tàu. Con tàu nhanh chóng phát nổ kéo theo cả Riot và Captain Rick về với đất mẹ. Venom rơi từ trên cao xuống dùng cơ thể mình bảo vệ Eddie khỏi ngọn lửa, sau đó nói lời tạm biệt Eddie. Sau ngày hôm đó, đôi bạn trẻ có vẻ mùi mẫn hơn xưa. Anh sẽ không làm phóng viên nữa và muốn tập trung vào viết lách. Emily chia buồn về người bạn của anh, Venom. Eddie không trả lời và nói về nụ hôn ngày hôm đó. Emily cho rằng đó là do Venom, nhưng cũng nói nhỏ rằng nụ hôn đó rất tuyệt. Cô dặn anh không được nói với Dan. Venom bất ngờ lên tiếng và có vẻ Eddie vẫn còn yêu cô rất nhiều. Vậy là Venom vẫn còn sống và cả hai quyết định sẽ giành lại Emily từ Dan. Một ông lão mù nhắc nhở anh đừng từ bỏ cô ấy. Venom nhìn chú chó nói con vật đó thật ngon lành. Cả hai người thương lượng và đưa ra quy tắc. Venom không thể muốn thịt ai là thịt. Trên đời này có người tốt và kẻ xấu. Thỏa thuận là Venom chỉ có thể làm thịt những kẻ xấu mà thôi. Venom đồng ý thỏa thuận. Eddie đi đến cửa hàng của bà Trang, cả hai chọn đồ ăn và như thường lệ. Tên xã hội đen đến thu tiền bảo kê của bà Trang. Mùi ngon bỗng nhiên xuất hiện. Venom tóm lấy tay hắn ta bắt đầu cảnh cáo hắn ta. Nhưng suy nghĩ lại, Venom làm thịt hắn ta luôn cho đỡ đói. Bà Trang thấy cảnh tượng khá kinh sợ. Eddie giải thích nói mình bị ký sinh trùng, sau đó chúc bà Trang ngủ ngon và rời đi. Venom nổi giận khi bị kêu là ký sinh bắt Eddie phải xin lỗi mình. Vậy là cả hai cùng nhau làm những điều mình muốn. Phần 1 đến đây là kết thúc rồi.
Cảm ơn cả nhà đã đón xem. Các bạn nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại cả nhà vào phần 2 vào ngày mai nhé!